Quyên Châu, học sinh lớp 1C, trường tiểu học Lam Điền. Đến với hội thi của sách tôi yêu do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, mình xin giới thiệu các bài tập thơ Bầu trời trong quả trường của nữ sĩ Xuân Quỳnh, đặc biệt là bài thơ Có nhiều mẹ. Nhà thơ Xuân Quỳnh là một trong những tài năng thơ ca của văn học Việt Nam hiện đại. Nhiều sáng tác của bà đã ghi một số ấn tượng nhất trong lòng người yêu văn chương. Bộ đề bài tuy ngắn ngủi nhưng thơ của Xuân Quỳnh này khá dày dặn. Nhiều trang thơ của bà làm đậm trái tâm hồn trẻ thơ. Bầu trời trong quả trứng là một tập thơ như thế. Đến với bầu trời trong quả trứng, chúng ta bắt gặp những câu thơ ngộ nghĩ hồn nhiên như chỉ để dành cho trẻ nhưng cũng nồng ấm tình yêu thương, để cho mỗi bà đã ở ngoài lớn tuổi đều có thể cảm nhận theo cách riêng của mình. Với người lớn, đặc biệt là những bà mẹ trẻ đã do theo những bước đi của con mình để có thể tìm thấy được thơ Xuân Quỳnh là một người bạn có thể chia sẻ. Là một nhà thơ và cũng là một người mẹ nên những bài thơ của Xuân Quỳnh có tình yêu thương, có tình yêu thương của con với mẹ. Bài thơ Con như mẹ được nên lần đầu trong tập thơ ở trời đu trên mặt đất, sau đó được in lại trong tập thơ ở trời trong quả trứng. Bài thơ là lời kể lại cuộc trò chuyện thú vị giữa hai mẹ con và cả kể đầy bất ngờ của sự dồn nhắm thiêng liêng của tình mẫu tử. Mời các bạn lắng nghe và cảm nhận sự ấm áp của người mẹ và sự hồn nhiên vô tư của người con được nhà thơ Xuân Quỳnh kể cả vào những phần thơ này nhé. Con yêu mẹ bằng ông trời, rộng lắm không bao giờ hết. Thế thì làm sao con biết là trời ở những đâu đâu? Trời rất rộng lại rất cao, mẹ mong bao giờ con tới. Con yêu mẹ bằng Hà Nội, để nhớ mẹ con tìm đi. Từ phố này đến phố kia là con gặp ngay được mẹ. Hà Nội con là rộng quá, nắng như phố này phố kia, cả đường như mẹ giăng tơ. Để những tác phẩm đó được sống mãi mãi về thời gian các bạn nhé.